Giải mã việc Nguyễn Phú Trọng ngã bệnh, cả nước ăn mừng. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, khi nghe tin ông Tôn Đức Thắng qua đời vào năm 1980, vẫn còn nhiều người dân sụt sùi thương nhớ và luyến tiếc. Nhưng năm tới, năm 1986, khi ông Lê Duẩn qua đời thì người dân thở phào nhẹ nhõm. Còn các nguyên thủ nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam sau này qua đời thì đa phần người dân đều phấn khởi. Họ thường nói với nhau, may quá, đỡ tốn cơm của dân. Gần đây nhất thì Trần Đại Quang, Đỗ Mười qua đời thì đa số người dân ăn mừng thực sự. Trước đó, khi hay tin những vị này lâm bệnh, người dân còn mong cho chết sớm. Còn Nguyễn Phú Trọng thì sao? Ngay từ trưa ngày 14 tháng 4 năm 2019, giờ Việt Nam, khi tin Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ được tung lên mạng xã hội, thì một không khí vui mừng và chờ đợi tin xấu hơn với Nguyễn Phú Trọng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Tới mức khi search trên Google bằng bất cứ ngôn ngữ nào thì cái tên Nguyễn Phú Trọng đứng đầu tiên trong danh sách tìm kiếm. Nhiều người còn tuyên bố nếu Phú Trọng chết thì họ mời gia đình, bạn bè ăn mừng. Tại sao lại như vậy? Điều này là trái với truyền thống thương yêu, đồng cảm, thông cảm, cảm thông, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc Việt Nam. Ai cũng hiểu điều đó. Nhưng cảm xúc yêu thương hay ghét bỏ vốn là rất tự nhiên của con người. Như vậy, rất rõ và hiển nhiên là các quan chức cộng sản đã làm đa số nhân dân chán ghét và căm phẫn tới mức họ không còn giữ được truyền thống yêu thương, cảm thông hay tin vào một người ngã bệnh hay qua đời, và họ chỉ mong người đó bệnh nặng, gặp tai họa hay chết sớm. Ngày nay với internet và mạng xã hội, các yếu kém, xấu xa, tội ác của Đảng Cộng sản và các quan chức cộng sản được phơi bày cho tất cả mọi người dân được biết. Tại sao đa số nhân dân ghét bỏ Nguyễn Phú Trọng? Thứ nhất, Nguyễn Phú Trọng với biệt danh là Trọng Lú là kẻ cuồng đảng và chủ nghĩa xã hội, cực kỳ bảo thủ, luôn luôn duy trì sự cai trị tuyệt đối và hà khắc của Đảng Cộng sản đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Còn Phú Trọng thì giấc mơ về một nước Việt Nam tự do, dân chủ mãi mãi vẫn chỉ là mơ ước. Thứ hai, Phú Trọng càng già càng tham lam quyền lực, tham quyền cô vị, nói một đằng là một nẻo. Phú Trọng nói phải kiểm soát quyền lực nhưng tự mình lại ôm trọn quyền lực. Thứ ba, Phú Trọng nham hiểm và độc ác trong việc dùng quyền lực của nhân dân. Thứ ba, Phú Trọng nham hiểm và độc ác trong việc dùng quyền lực và nhân danh chống tham nhũng để triệt hạ các đồng chí trong đảng nhưng đối lập với quyền và lợi ích của phe nhóm mình. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa bao giờ cuộc chiến tranh giành quyền lực và sát phạt lẫn nhau quyết liệt như lúc này. Thứ tư, trong não trạng của Phú Trọng, thà làm tay sai bắn nước, nô lệ cho Trung Cộng còn hơn là kết đồng minh với Hoa Kỳ và phương Tây để đem lại an ninh cho quốc gia và tự do dân chủ cho nhân dân. Bởi các lý do trên và chắc chắn còn rất nhiều điều khác mà đa số nhân dân Việt Nam không hài lòng và căm ghét Nguyễn Phú Trọng. Mong các bạn bổ sung thêm. Không bao lâu sau cơn địa chấn, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng bị đột ngột cấp cứu, hồi sức ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và liền sau đó được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Một số trang Facebook của những người lề đảng và giới dư luận viên đã nhiệt thành lên mạng. Sức khỏe của Tổng vẫn ổn, thậm chí còn của Tổng đã xuất hiện. Sau khi kết thúc buổi làm việc trưa ngày 14 tháng 4, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã bị choáng do thời tiết thay đổi. Miền Tây Nam Bộ nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng đang vào đợt nắng nóng kỷ lục. Trong đó riêng việc đi thị sát ngoài trời không mũ nón dưới cái nhiệt độ 38 độ, rồi lại vào thị sát trong xưởng chế biến tôm với nhiệt độ dưới 15 đến 20 độ C. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nay tuổi đã cao, việc nước gánh trên vai nên chuyện bị choáng, ảnh hưởng sức khỏe là chuyện bình thường. Những trang viết này đồng thời lên án các thế lực phản động và thù địch đã xuyên tạc về người lãnh đạo cao cấp kính yêu của Đảng và Nhà nước ta. Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi mà ông Trọng rất có thể còn đang nằm, nhưng làm sao có thể ý giải được việc Nguyễn Phú Trọng chỉ bị choáng thông thường? Tại sao Bệnh viện Kiên Giang lại không xử lý được mà phải chuyển về Chợ Rẫy? Bệnh viện thuộc loại tuyến trên mà chỉ đưa từ tỉnh về đây những trường hợp trầm trọng và nguy hiểm. Một khi đã phải chuyển Nguyễn Phú Trọng về Sài Gòn, tại sao không đưa về Bệnh viện Thống Nhất là nơi điều trị cho cán bộ trung cao cấp, mà lại phải chuyển về Chợ Rẫy là bệnh viện ngoài và thiếu an ninh hơn nhiều? Và tại sao không chuyển thẳng Nguyễn Phú Trọng từ Bệnh viện Kiên Giang ra Bệnh viện 108 ở Hà Nội là nơi điều trị cán bộ cao cấp mà lại để ở Chợ Rẫy? Cần chú ý, Chợ Rẫy là bệnh viện nổi tiếng về chuyên khoa điều trị chấn thương sọ não, thần kinh, trong khi Thống Nhất bị xem là yếu hơn nhiều, thậm chí còn xuất hiện giai thoại dân gian về mổ khuyến mãi, phải mổ đi mổ lại ở bệnh viện này. Chính vì thế, việc Nguyễn Phú Trọng được chuyển thẳng từ Kiên Giang về Chợ Rẫy mà không phải Thống Nhất hay Bệnh viện 108 cho thấy bệnh tình của ông Trọng không phải là choáng, mà rất có thể ông ta bị đột quỵ dạng tai biến mạch máu não. Một trong những yêu cầu cao đối với loại bệnh này là cực kỳ hạn chế di chuyển bệnh nhân để tránh tổn thương và làm vỡ mạch máu não, kết hợp với những tin tức ngoài lề nhưng rất cụ thể và có thể mang tính tin cậy về khả năng Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não và đến buổi tối 14 tháng 4 vẫn chưa tỉnh, có thể tạm kết luận rằng ông ta đã bị một cơn bạo bệnh thuộc loại nguy hiểm mà sẽ khiến Trọng mất sức chiến đấu trong một thời gian không hề ngắn.
gây đình trệ nhiều phần trong việc kế hoạch của ông ta, kể cả việc đốt lò. Về thực chất, một cơn bão bệnh đến với Nguyễn Phú Trọng vào lúc này sẽ khiến xáo trộn toàn bộ chính trường Việt Nam và ảnh hưởng đến cả quan điểm và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hoa Kỳ và cả Liên minh châu Âu. Qua bao nhiêu vụ việc, nhưng nay biến cố trọng đại mà Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình che giấu hoặc thông tin lệch đi. Giờ đây người dân ở quốc hội, ở quốc nội có quan tâm đến tình hình chính trị đã không còn mong đợi gì ở hệ thống thông tin do nhà nước Cộng sản Việt Nam truyền tải nữa, mà họ chỉ có thể truy tìm ở các trang mạng ở nước ngoài hoặc lề dân mà thôi. Điều này chẳng những khẳng định hệ thống thông tin lề đảng mà không đáng tin, không đáng để tin cậy, mà nó còn nêu lên sự chiến thắng của các báo đài tự do không do đảng guồng cùng guồng máy cầm quyền của đảng chủ trương. Đây là gáo nước sôi tạt vào mặt cơ chế do một lũ trí trẻ độc tài và toàn trị Nguyễn Bá Thành, Phùng Quang Thành, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang cùng nhiều tay chóp bu khác, tất cả đều tâu có chi mô, tất cả đều khỏe re như con bò kéo xe theo sự bịp bợm của Bộ Chính trị và Ban Tuyên giáo, nhưng cuối cùng cũng đều bị lột mặt nạ. Đến ngày tử của một tên chúa đảng tối cao như Hồ Chí Minh mà đảng còn dám thay đổi ngày chầu Diêm Vương từ ngày 2 tháng 9 thành ngày 3 tháng 9 thì các chuyện khác mà chúng không dám làm. Với một cơ chế mà hiến pháp đã khẳng định rõ ở điều 4, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo tối cao, toàn diện và triệt để, thì tổ chức này hoàn toàn có quyền nói những gì mà băng muốn nói, làm những gì mà đảng muốn làm. Đơn cử một vài chứng minh cụ thể hùng hồn là Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh muốn nói gì trong 2 ngày của hội nghị Thành Đô năm 1990 thì ai cấm. Lê Khả Phiêu làm gì ở các cuộc mật ước về lãnh thổ, lãnh hải thì ai cản. Nông Đức Mạnh ăn ngủ tứ khoái ra sao thì làm sao thì có ai có quyền biết. Chế độ toàn trị là cơ chế ngồi xổm trên tất cả, cho dù đó là Trung Cộng, Bắc Hàn hay Cộng sản Việt Nam, bất luận là Mao, Tập hoặc Kim hay Hồ, Trọng, những lãnh tụ yêu nước thương dân là những bậc khi vĩnh viễn ra đi mà vẫn lưu lại sự lương tiếc vô vàn của người dân, cũng như lịch sử sẽ khắc ghi những điểm son mà Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Ngô Đình Diệm là những bậc chí sĩ anh hùng, anh tài của dân tộc. Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng là những tên đồ tể sẽ để lại khối căm hận và lịch sử sẽ nguyền đời đời nguyền rủa. Trào lưu của nhân loại văn minh và thực tiễn rất quý trọng những thể chế có đầy đủ tam quyền phân lập và đệ tứ quyền tự do ngôn luận. Thời đại này, cơ chế tổ chức nào nắm được thông tin và truyền tải nhanh nhẩu kịp thời với nội dung trung thực thì sẽ có được lòng dân và chiến thắng. Các chế độ bưng bít như Tàu Cộng, Hàn Cộng, Việt Cộng và các thể chế độc tài cực đoan vẫn áp dụng phương thức thông tin thời công xã, ắt sẽ thất bại thê thảm vì các cơ chế này không tôn trọng quyền được biết của người dân, mà sự mất lòng dân là mất tất cả. Hôm nay Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng hay bất cứ tên ác ôn cộng sản nào khác ná thở thì dân chúng cũng đều vui mừng, như vừa mới trút bớt được đi gánh nặng, bởi lẽ chết đứa nào đỡ cho dân chừng ấy. Tại sao lại có hiện tượng này? Thiết Nghĩ tức tự trả lời: một số người dân mừng ấy. Tôi thấy tất nhiên còm sĩ và kể cả cá nhân người viết ở thôn dân làm báo này và đông đảo dân cư khắp ở ngoài kia, nơi các báo đài lề trái cũng như các trang mạng xã hội nào cùng lì một lam chia vui trước tin trùm tổng bí thư chủ tịch nước sắp được đi gặp bác của hắn dưới hội ngục.